tiến lên. Thầy Phêrô Tạ Văn Thắng có mặt. Thầy Giuse Trần Văn Tuấn có mặt. Thầy Giuse Trần Tiến Thạo có mặt. Thầy Giuse Nguyễn Minh Chí có mặt. Thầy Giuse Trần Đức Hội có mặt. Thầy Giuse Trần Mạnh Phong có mặt. Thầy Giuse Trần Xuân Thắng có mặt. Thầy Mikae Nguyễn Ngọc Thanh có mặt. Thầy Gioan Bautista Nguyễn Viết Hoan có mặt. Thầy Giuse Phạm Hoàng Huy có mặt. Kính thưa cha, Hội Thánh Làm Mẹ chúng ta xin cha phong chức linh mục cho những anh em này. Cha có biết những người này xứng đáng không? Sau khi đã tham khảo ý kiến giáo dân và theo ý những người hữu trách biểu quyết, con chứng nhận những người này được coi là xứng đáng. Nhờ ơn Thiên Chúa, Chúa chúng ta và nhờ Đức Giêsu Kitô đấng cứu chuộc chúng ta, chúng tôi tuyển chọn các anh em chúng ta đây lên chức linh mục. Tạ ơn Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cách đây hơn một năm, đúng hơn là vào tháng 8 năm 2018, một câu chuyện rất cảm động đã làm cho nhiều người rơi lệ. Một em bé 7 tuổi sống ở thôn Tân Mỹ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, mắc bệnh nan y không thể chữa khỏi. Em bé đó tên là Hải An. Sau bao nhiêu cố gắng của các bác sĩ chuyên khoa và của gia đình, em Hải An không có hy vọng được chữa lành và không có hy vọng được sống sót. Khi biết mình không còn sống được bao lâu, một em bé 7 tuổi đã có một nghĩa cử rất can đảm. Em nói với mẹ mình rằng con muốn khi chết đi sẽ tặng lại cho người khác đôi giác mạc của mình. Để rồi sau này con không còn nữa, mẹ nhìn vào đôi mắt của những người được nhận giác mạc mà mẹ nhìn thấy con. Ước nguyện rất cảm động ấy đã được thực hiện và các bác sĩ đã lấy giác mạc của em Hải An ghép cho hai bệnh nhân đang có nhu cầu, một bệnh nhân 42 tuổi và một bệnh nhân 70 tuổi. Món quà của em là ánh sáng tặng cho người khác. Em được công chúng ca ngợi như một thiên thần nhỏ. Em đã ra đi, nhưng đôi mắt của em vẫn còn lại. Người mẹ của em đã nói một câu rất cảm động. Mặc dù con tôi không còn nữa, nhưng khi tôi nhìn thấy đôi mắt của những người nhận giác mạc, tôi vẫn thấy hình bóng của con tôi, vẫn thấy cái nhìn yêu thương trìu mến của bé. Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện cảm động này gợi nhớ chúng ta về một biến cố trong lịch sử. Các tác giả phúc âm đã kể lại với chúng ta Đức Giêsu Kitô trước khi bước vào cuộc khổ nạn, người đã hiến chính bản thân mình cho nhân loại. Chúa đã thiết lập bí tích thánh thể, để qua bí tích này Chúa tiếp tục hiện diện giữa trần gian. Người làm cho bản thân mình, làm cho bánh trở nên bản thân mình và làm cho rượu trở nên máu mình. Anh em hãy nhận lấy mà ăn vì đây là mình Thầy. Anh em hãy nhận lấy mà uống vì đây là chén máu Thầy. Đức Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể.
và cùng với Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu đã thiết lập thiên chức linh mục. Qua thiên chức này, Chúa Giêsu ở lại với trần gian, và những người được phong chức linh mục, được gọi là linh mục thừa tác, trở nên hiện thân của Chúa Giêsu. Chúng ta đọc trong Kinh Thầy Cả Thượng Phẩm: trong lúc tình yêu xúc động nồng nàn không thể sánh ví được, Chúa đã lập ra chức vụ linh mục công giáo, khác nào một dòng máu yêu mến vọt lên từ trái tim Chúa. Linh mục chính là dấu chỉ tình yêu thương của Chúa, không phải chỉ là dấu chỉ mà thôi, linh mục còn là chính hiện thân của Chúa Giêsu. Vì thế, Chúa Giêsu đã muốn hiện diện qua chính con người của linh mục, để rồi đôi mắt của linh mục là chính đôi mắt của Chúa Giêsu, cánh tay, đôi chân, trái tim, tâm tư, ước nguyện, lòng yêu mến của linh mục chính là trái tim và toàn diện con người của Chúa Giêsu. Nói tóm lại, linh mục là hiện thân của Chúa Giêsu nơi trần gian. Không chỉ hiến một lần, quà tặng Chúa Giêsu ban cho trần gian qua thiên chức linh mục còn là quà tặng được hiến thân mỗi ngày. Quà tặng ấy đến với mọi nền văn hóa, đến với mọi người, để rồi bất kỳ nơi đâu có linh mục hiện diện, nơi đó có Chúa Giêsu Thánh Thể. Bất kỳ nơi đâu có linh mục hiện diện, nơi đó có Đức Giêsu sống động, hiện hữu, giảng dạy, chúc lành, tha thứ và ôm ấp những tội nhân với cánh tay yêu thương và với lòng thương xót. Thần khí Chúa ngự trên tôi, Chúa đã sức dầu cho tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó. Lời Chúa Giêsu đọc trong hội đường Nazareth đã vang lên ngày nào, hôm nay vẫn tiếp tục được thực hiện. Sau khi tuyên đọc lời ngôn sứ Isaiah, Chúa Giêsu đã nói với những người đồng hương trước sự ngạc nhiên của họ: hôm nay đã được ứng nghiệm lời kinh thánh mà tai quý vị vừa nghe. Kính thưa cộng đoàn, qua thiên chức linh mục, chúng ta cũng có thể tuyên bố điều ấy. Bởi vì lời ngôn sứ Isaiah vào khoảng năm 700 trước công nguyên, và lời tuyên bố của Chúa Giêsu tại hội đường Nazareth cách đây 2000 năm, thông qua con người và sứ vụ của linh mục, lời ấy vẫn đang được thực hiện. Bởi vì linh mục là người được sức dầu và được sai đi. Linh mục được sai đi đến với những người nghèo khó, đến với những người cuộc đời của họ chịu nặng những đau thương. Linh mục được sai đi để loan báo cho con người ở mọi thời đại Thiên Chúa yêu thương con người. Linh mục được sai đi để cứu gỡ và giải thoát con người khỏi ách đè nặng của tội lỗi và giải phóng con người, công bố cho họ năm hồng ân của Thiên Chúa, loan báo ngày khen thưởng của Thiên Chúa chúng ta. Chúng ta là những người giáo dân, đã hơn một lần chúng ta cảm nhận được gánh nặng của chúng ta được trút khỏi khi chúng ta đến với tòa giải tội để lĩnh nhận bí tích giao hoàn. Đã hơn một lần chúng ta kinh nghiệm qua cuộc gặp gỡ thân tình với một linh mục, chúng ta tìm được sự bình an và niềm hy vọng trong cuộc sống. Linh mục chính là hiện thân của Chúa Giêsu, được sức dầu, được sai đi như Đức Giêsu Kitô rào khắp xứ Palestina để loan báo tin mừng cứu độ và loan báo nước Thiên Chúa. Hôm nay, linh mục đang tiếp nối sứ mạng cao cả ấy để khẳng định với thế gian rằng Thiên Chúa yêu thương con người và Ngài đang hiện diện giữa họ. Công đồng Vaticano thứ hai đã khẳng định nhờ bí tích truyền chức, linh mục được trở nên đồng hình, đồng dạng với Đức Giêsu tư tế. Như thế, linh mục dù ở địa vị nào, dù làm việc ở lãnh vực nào, bất kỳ ở nơi đâu luôn luôn diễn tả sự hiện diện của Đức Giêsu, để rồi qua cuộc sống và sứ vụ của mình, con người tìm lại được niềm hy vọng, bình an và ơn cứu độ.
Kính thưa cộng đoàn, thánh lễ truyền chức của Tổng giáo phận Hà Nội chúng ta được cử hành trong tháng 10 là tháng Mân Côi và cũng là tháng truyền giáo. Đặc biệt năm nay Đức Thánh Cha Francisco đã chọn tháng 10 là tháng truyền giáo ngoại thường, để qua đó Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người chúng ta hãy nỗ lực cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo và tham gia phần mình tùy theo khả năng để làm cho sứ vụ truyền giáo mỗi ngày được tăng trưởng và có nhiều người được nhận biết Chúa, đón nhận ơn cứu độ của người. Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta trước hết hãy cầu nguyện, như Ngài khẳng định, vì cầu nguyện là linh hồn của việc truyền giáo. Đồng thời mỗi người chúng ta hãy cố gắng sống thân thiện, hài hòa với những người xung quanh để tạo một hình ảnh đẹp về giáo hội của Chúa Kitô và những môn đệ của người. Đề tài được chọn cho tháng 10 năm nay, tháng truyền giáo ngoại thường, đó là được rửa tội và được sai đi, hội thánh Chúa Kitô thi hành sứ mạng trong thế giới. Một cách đặc biệt, linh mục là người được rửa tội, được sai đi để trở nên hiện thân của Chúa Giêsu giữa đời. Và như thế, mỗi người chúng ta cũng được rửa tội và được sai đi. Bởi lẽ, bí tích rửa tội cho chúng ta ba chức vụ là ngôn sứ, là tư tế và là vua, để chúng ta cộng tác phần mình loan báo tin mừng và dựng xây giáo hội. Anh em tín chức thân mến, lát nữa anh em sẽ tuyên bố những điều có liên quan đến đời sống của mình cũng như bổn phận đối với đoàn chiên mà anh em sẽ được trao phó. Đây là những lời tuyên thệ quan trọng. Ước chi những lời ấy vang lên suốt cuộc đời của anh em, nhất là trong những lúc anh em gặp khó khăn thử thách. Trong bối cảnh xã hội hôm nay, người linh mục phải đối diện với nhiều cám dỗ, nhiều khó khăn trong đời sống và trong sứ vụ. Có những khi nghĩ đến sứ vụ truyền giáo mênh mông, chúng ta nản lòng. Và có những khi sau những năm tháng của đời linh mục, chúng ta cảm thấy mình không còn nhuệ khí, không còn nhiệt tình để loan báo tin mừng của Đức Kitô. Ước chi những lời anh em tuyên thệ trong giây phút thiêng thánh này luôn luôn vang lên trong cuộc đời. Và đương nhiên, đó không phải chỉ là những lời tuyên thệ bằng lời, nhưng còn là những lời tuyên thệ bằng trái tim, bằng tâm hồn, bằng tình mến và bằng trọn vẹn cuộc sống của anh em. Sự hiện diện của Đức Hồng Y, Phêrô, Đức Cha Lorenzo, của các linh mục trong và ngoài giáo phận, của các tu sĩ nam nữ, của các ông bà cố, thân nhân gia đình của anh em trong nhà thờ chính tòa hôm nay nói lên tâm tình quý mến đối với anh em, đồng thời cũng muốn nói lên kỳ vọng của cộng đoàn gia đình Tổng giáo phận nơi anh em. Tất cả chúng tôi đều kỳ vọng anh em sẽ là những thợ gạch như hăng say, nhiệt tình trong cánh đồng truyền giáo. Chúng tôi cầu nguyện và ước mong anh em sẽ trở nên những linh mục thánh thiện, xứng đáng phản ánh hình ảnh của Đức Giêsu Kitô linh mục giữa đời. Và nếu như thế, chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc của đời linh mục, vì chúng ta dâng hiến trọn vẹn cuộc đời của mình như Đức Giêsu, hoàn toàn làm theo ý Chúa Cha, và Ngài coi ý của Chúa Cha chính là lương thực của mình. Hôm nay cũng là ngày 28 tháng 10, ngày lễ kính hai thánh Simon và Giuđa tông đồ. Đây là một sự trùng hợp đầy ý nghĩa. Bởi lẽ các tông đồ là những người được đào tạo, được Chúa Giêsu đào tạo, được chọn, được sai đi để làm những công việc chính Chúa Giêsu đã làm. Nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, của hai vị thánh mà chúng ta kính hôm nay, Thánh Simon và Thánh Giuđa tông đồ, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các tín chức được trở nên những tông đồ đích thực, luôn luôn gắn bó với Chúa Giêsu và thao thức làm cho nhiều người nhận biết Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em,
Tôi xin cảm ơn sự hiện diện của quý ông bà và anh chị em trong nhà thờ chính tòa hôm nay để chia sẻ niềm vui với gia đình Tổng giáo phận. Tuy nhiên, tham dự thánh lễ truyền chức, mỗi người chúng ta với tư cách là người giáo dân cũng được nhắc nhớ rằng nhờ bí tích rửa tội, chúng ta cũng có chức linh mục, đó là chức linh mục hay chức tư tế cộng đồng để chúng ta góp phần thánh hóa bản thân và góp phần thánh hóa thế gian. Xin cho hết thảy chúng ta, dù ở địa vị nào, dù ở bậc sống nào, dù ở điều kiện kinh tế nào, dù ở trình độ văn hóa nào, chúng ta cũng cố gắng để trở nên hình ảnh của Chúa Giêsu giữa đời. Đó là đấng cứu thế đến trần gian để giải bày lòng thương xót của Thiên Chúa Cha, đấng đến để đem ánh sáng cho con người, đấng đến để chiếu rọi tình thương nơi những góc khuất của cuộc đời, và đấng đến để quy tụ tất cả làm thành một đoàn chiên dẫn đưa về với Chúa Cha. Amen.